Natalie, xin chào khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV. Hôm nay kênh Natalie Lee và Phố Bô Sa TV sẽ đem lại một cái chương trình này cho quý vị khán giả xem. Đó là triển lãm Electrify Expo. Electrify Expo mình dịch ra tiếng gì có nghĩa là gì? Là triển lãm điện khí học. Nói chung chung là về một cái triển lãm cho xe điện bốn bánh, hai bánh, không có bánh nào, miễn là điện thôi. Mà cũng có những cái bước về cái công nghệ sạc điện cho những cái chiếc xe điện này. Và chương trình này, cái triển lãm này thì diễn ra hàng năm ở 8 thành phố lớn khác nhau ở Mỹ. Thì tiểu bang Cali có đến hai cái địa điểm để mà tổ chức sự kiện này. Một là ở Long Beach và một là ở San Francisco. Thì San Francisco là cái triển lãm có quy mô lớn nhất trong tất cả các triển lãm của Electrify Expo. Thì bây giờ mình sẽ nói chung là đi tham quan chút xíu. Và ở đây có gì thì mới mới từ nãy bước vào cổng á, thì bên tay phải của Natalie là có hàng triển lãm của Volvo, hãng xe cũng rất là lâu đời rồi. Và họ cũng trưng bày các loại xe điện, cũng có xe hybrid ở đây nữa. Đây là tất cả những cái mẫu xe điện của Volvo, thì đa số là những cái kiểu dáng SUV. Và thấy có một cái chiếc xe bus rất là bự của Volvo ở đằng kia. Phía bên tay trái của Natalie đây là gian hàng của Toyota, đã quá quen thuộc với quý vị khán giả rồi. Thì Toyota có chiếc họ đang trưng bày chiếc xe Mirai, tức là xe hydrogen của họ, và cũng có xe điện của họ là bZ4X. Đây đây là chiếc bZ4X. Natalie thì chưa có được thử lái cái chiếc xe này, nhưng mà năm ngoái cũng có một thời gian Natalie thử chiếc Subaru Solterra, thì đó cũng là người ta gọi là cái chiếc sister, là brother gì đó với cái chiếc Toyota bZ4X, bởi vì nó cùng một cái platform. Rồi mình đi tiếp nữa thì mình có gì đây? Phía bên tay trái nữa thì lại có Ford. Thì Ford thì có một cái dòng xe điện, đó là xe Ford Mach-E. Mình phải chiếc này hơn không? Đúng rồi, Mach-E đây, nhưng mà cái này là rally rồi, để đua xe rồi. Thấy là đã có thêm những cái roof rack để mà mình làm những cái hoạt động thể thao khác. Rồi phía bên đây là một cái lều rất là lớn của Kia. Thì là hồi nãy phía đằng kia không biết là nó có vào hình không. Thì họ trưng bày cái chiếc xe điện ba hàng ghế. Chiếc xe điện ba hàng ghế của Kia. Thì đây là cái dòng gọi là Kia EV9, EV9 đó các bạn. Ok, đây là cái mẫu GT Line Overdrive, tức là top of the line của EV9 rồi. Đây cũng là EV9 luôn. Hay là mình thử ngồi đi hả? Mình coi. Tại vì giờ chưa có ai vô đây. Ok, Land. Land là vừa dưới sát GT Line. Ok, mình hơi bé con cho nên là mình phải điều chỉnh cái ghế lại cho vừa với cái form của mình. Trong đây thì nguyên một cái màn hình nó dài như thế này. Hello. Có sunroof nhưng mà hai cái riêng bé bé thôi. Mở và đóng. Ok. Ây da. Không biết cái đây người ta có cho thử lái không nhỉ? Chắc cũng có. Thì tí nữa sau khi mình đi khảo sát hết tất cả những cái vendor ở đây, nếu như mà họ cho mình thử xe thì mình cũng chắc lên lái thử vài vòng cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình trở lại cái đường đi chính của cái Electrify Expo này. Thì mình hồi nãy mình đã thấy Ford rồi, thì sau Ford lại là Lexus. Không hiểu sao Lexus và Toyota lại không nằm kế nhau, lại nằm riêng như thế này. Là cũng không sao, thì mình cũng đi xem được thôi. Lexus thì cũng có xe điện của họ và xe hybrid nữa.
À, nếu mình nhớ không lầm thì Lexus Yeah. cũng cùng platform với lại Toyota bZ4X, thì cái xe điện của họ hình như là RX hay là NX gì, để xem thêm. Không, cái này NX 4 cylinder là hybrid rồi, không phải là xe điện. Để mình coi cái xe điện của họ là xe nào ha. Đúng rồi, RX đây. Future is electric, tương lai là xe điện, thuộc về xe điện. Thì đây là cái dòng xe điện của họ nè. Plug-in hybrid luôn à? Thì cũng chưa phải là xe điện. Cái nào là RZ? Đúng rồi, cái RZ thì mới là điện à. Đúng rồi. Đúng rồi, ở đây Lexus RZ 300E fully electric. Đúng rồi, cái này, đây là cái chiếc điện nè, cái chiếc full điện. Front wheel drive, lái bánh trước. Đó còn có bánh trước. Đó. I want a brochure for it. Oh, I'm cool. Okay, thank you. Yeah, đây là xe fully điện của Lexus. Đây là cái gian hàng khuôn viên của Lexus, nhìn sang trọng hơn hồi nãy của Toyota. Đúng So. không? Rồi mình đi tiếp nè. À, kế bên đây là Hyundai nè. À, chiếc này là Ioniq 6, coupe 4 chỗ. Yeah, Ioniq 6. À, các bạn nhìn bé bé nhỉ. À, đây là Ioniq 5, cũng là xe điện khác của Hyundai. World Car Award. À, trong cái gian hàng của Hyundai thì họ cũng có display thêm những cái hệ sinh thái của họ về năng lượng, như là cái LG cục pin, đây nè, cái đầu sạc, này charge point, rồi năng lượng điện và cái cục pin. Đúng rồi, energy storage system, cái cục pin, charger, rồi năng lượng mặt trời. Tức là khi mình sử dụng xe điện thì nếu như mà mình tự lực cánh sinh được, thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời, bởi vì mình xe mình chạy được 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 thiên nhiên nạp điện cho, rồi mình là không có bị ô nhiễm môi trường khi mà dùng như là xe xăng ấy. Rồi kế tiếp bên đây thì mình có BMW, hoặc là nhiều người gọi là Beamer đó. Thì đây là chiếc xe điện của họ, i7. Rất là thể thao, rất là hầm hố. À, đây cũng là cái badge iconic của BMW. Production. Rồi đây là những cái chiếc xe điện khác, những cái chiếc xe khác mà BMW triển lãm ngày hôm nay. X5 plug-in hybrid cũng chưa hoàn toàn điện hết nhé. À, rồi tiếp đến nào, thì mình có Porsche. Porsche thì có một chiếc hoàn toàn điện đó, theo Natalie được biết là chiếc Taycan. Thì Taycan đâu rồi nhỉ? Đây, đây là chiếc Taycan. Nó là tháp. Chiếc xe đua đó dạ. Xe điện đua đó.
ngồi vào rất là thấp. Rồi trưng bày một chiếc xe khác nữa. Nãy là cái quick tour tới những cái hãng xe 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 xăng lâu đời mà cũng có đã giới thiệu xe điện đến thị trường. Bây giờ thì Natalie sẽ giới thiệu với các bạn ba hãng xe thuần điện đã có mặt trên nước Mỹ, cũng của Mỹ luôn. Đây, hãng đầu tiên là Rivian đây, rồi mình có Lucid, xong rồi mình có Tesla, thì ai cũng đã biết Tesla. Đây là ba hãng xe thuần điện hoàn toàn, tất cả những cái model của họ đều là xe điện, không có như những cái hãng hồi nãy mình mới vừa chia sẻ thì là họ có hàng xe xăng rồi hãng xe điện rồi hãng xe plug-in này nọ, thì ba hãng này là thuần điện hoàn toàn của Mỹ. Đấy. Các bạn đã quá quen thuộc với Tesla rồi nhưng mà chắc là các khán giả ở phố Bosa TV thì không có được nghe nhiều về Rivian và Lucid, thì để mình đi thăm cái gian hàng của Rivian xíu nha. Rồi, phía sau Natalie đây là cái chiếc R1T của Rivian, xe truck điện hoàn toàn của Rivian. Mình không phải là người chạy xe truck nhiều cho nên là mình cũng không có review hay cái gì được nhiều hết, nhưng mà ở đây họ trưng bày cái camping package, bởi vì khách hàng của Rivian đa số là họ rất là thích khám phá thám hiểm, cho nên là những cái package mà đi với xe của họ thì đa số là về về những cái về thiên nhiên để đi cắm trại, đi camping. Thì đó, đây là cái bộ mà để nấu nướng ở ngoài trời đó bằng điện luôn nha, các bạn thấy đó. Rồi ngay đây, đây là cái chiếc chiếc gì, hình như cái chiếc này chiếc mới, không phải à. R2, cái này là hình như đời R2, Natalie không nhớ rõ là năm nào, nó chưa có ra đâu, hình như là 1-2 năm nữa thì nó mới ra. Còn thì nghĩ về bên này xíu nè, cái chiếc màu xanh lá cây này là R1S, R1S là chiếc ba hàng ghế SUV của Rivian, xe thuần điện hoàn toàn luôn, như hồi nãy mình nói với các bạn. Thì xe này mình cũng đã có được một cái trải nghiệm thử xe, thì cái độ bán kính quay đầu của nó rất là tốt cho một cái chiếc xe rất là bự rất là to như thế này. Nội thất này thì rất là bắt mắt và hình như là phải phải trả thêm được tiền nhiều lắm nó mới được cái package như vậy nha các bạn, chứ không phải stock là nó ra như vậy đâu. Có một cái mà Natalie hồi trước không thích khi mà đi thử cái chiếc này, đó là cái xe này nó quá cao mà nó không có cái bậc gì để mình bước lên hết, cho nên là người Á Châu như mình đó mà bước lên thì sẽ hơi thấy khó khăn, nhưng mà chắc là những người Mỹ cao to hơn thì họ sẽ cái đó là sẽ là không thành vấn đề với họ, cái đó là cho một người nhỏ bé như Natalie. Thì là cái đó là mình không thích như vậy thôi, nhưng mà xe rất là rộng rãi, để chịu. Rồi tiếp nữa nè, Lucid cũng là một hãng xe như hồi nãy Natalie nói, hoàn toàn thuần điện của Mỹ, thì họ chú trọng vào cái mẫu sedan, cho nên các bạn sẽ không thấy SUV, cái mẫu SUV của họ. Ba mẫu này đều là sedan hết và thuần điện. Thì theo Natalie được biết thì cái front tức là cái capo phía trước á, nó rất là rộng rãi, các bạn coi nè, nhưng mình chui vô được luôn đó. Mà thôi mình không chui vô đâu, đây là cái triển lãm để mọi người xem thôi. Mình không hiểu họ design nó như thế nào mà làm cho cái khuôn viên ở ngoài trước này nó lại có rất là nhiều chỗ để đồ mà nó rất là sâu xuống luôn.
nên đó là cảm kích những cái anh kỹ thư ở Lucid. Và hàng Lucid là xe nào nó cũng có cái có cái front storage, cái front như vậy hết nha các bạn. Ok, muốn thử một vòng ở trong xe xíu không nè? Thất rất là bắt mắt. Hãng xe của Mỹ cuối cùng thuần điện hoàn toàn đó là Tesla. Mình nói cuối cùng vậy thôi chứ họ là người tiên phong trong cái cuộc cách mạng xe điện đó các bạn. Thì họ có Model 3, Model Y, Model S và Model X. Đây là Model S của họ nè. Model S mà cái chiếc này là S Class luôn nha. Cho nên nó rất là nhanh đó. Rồi Model 3 nè. Cũng thiết kế được cái front ở ngoài trước. Model Y của xe. Cái thiết kế của họ nhìn khá giống nhau, cho nên là đi ở ngoài đường là nhìn là biết liền. Thế ra. Rồi cái xe Model X. Cánh con chim ưng Falcon Wings. Và cái chiếc ở tí dưới kia. Nãy giờ mình quên nói nữa là Cybertruck. Cái dòng xe truck của Tesla rất là hầm hố. Rất là vuông vức. Các bạn có thấy cái windshield wiper của nó bự hay là bự không? Một cái bự là bự gạt qua như vậy đó. Xe thường thì mình phải cần tới hai cái windshield wiper để mà gạt cái kính ở phía trước. Còn xe bên trái chỉ có một cái bự như vậy thôi đó. Rồi, để mình xem tiếp coi có gì ở đây nữa. Good, thanks. Ok, ở đây mình có Nissan. Nissan là hãng xe của Nhật và cái dòng xe điện của họ là Ariya. Ariya. Họ cũng chia ra phía bên này để cho người các người tham gia hôm nay được chơi Formula E-Team. Cái này làm mình nhớ tới Formula F1 ở Las Vegas. Rồi đây chắc các bạn cũng không quá xa lạ gì với cái hãng xe này nữa. VinFast là hãng xe hoàn toàn thuần điện của Việt Nam mình. Thì hôm nay họ trưng bày mẫu VinFast VF8, VinFast VF9 ở đây. Bởi vì hai hai cái model này là hai cái model đang có mặt ở Mỹ. VF8 thì đã được chứ nó bắt đầu giao từ tháng 3 năm ngoái.
Rồi bếp chính thì nghe nói là chuẩn bị tháng 9 năm nay sẽ bắt đầu giao xe cho khách ở ở bên Mỹ này, nhớ là ở bang Cali. Thì gian hàng của họ hình như là có cà phê Coffee and Car Event, thì là cà phê, đây là cà phê Việt Nam ha, cà phê sữa đá đó đúng không? Ngồi uống cà phê rồi ngồi chill chill ở dưới đây nữa nha. Have one cup, please. Oh my God, that's amazing. Thank you. You bet. Enjoy. Thank you. Sáng giờ chưa có ly cà phê nào hết, uống vô cho tỉnh nè. Tỉnh liền nha. Kế bên mình đây là chị Darlene, store manager của của cái tiệm của Hillsdale. Hillsdale ở San Mateo, Showroom showroom Hillsdale ở San Mateo. Thì mình đang đứng ngay ngay chỗ của VinFast nè. Chị Darlene, hôm nay VinFast có mặt ở đây cùng với những hãng xe lâu đời khác của Mỹ mà có xe điện và xe thuần điện của Mỹ ở đây. Thì hôm nay VinFast mình đem tới chương trình, đem tới cái triển lãm này mẫu xe nào và có chương trình gì đặc biệt hôm nay không? Darlene gửi lời chào đến quý khán giả đang xem chương trình của Phố Bố Sa TV. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đã theo dõi Phố Bố Sa TV. Hôm nay thì VinFast mang đến hai mẫu xe, đó là VF8 và VF9. Thì VF8 thì các bạn cũng đã biết rồi, tại vì là VF8 đã có rất rất là lâu ở trên thị trường Mỹ. Thì là xe 5 chỗ, mid-size SUV. Và bữa nay mình có thêm cái VF9. VF9 thì là 7 chỗ, là large-size SUV. Cái chương trình khuyến mãi của VF8 bữa nay thì vẫn đang chạy chương trình là 249 đô một tháng cho monthly payment là 1.900, sorry, 999 đô down payment, coi như là 1.000 á. Thì tổng cái số tiền mà out pocket để mà mình lấy xe bao gồm tất cả thuế phí luôn thì chỉ có khoảng cỡ 3.500 thôi. Dạ, thì đây là cái banner của VinFast ghi rất là rõ là 249 nè cho chương trình lease nè. Còn nếu mà mình vay, mình finance hoặc là mình mua bằng tiền mặt á thì mình được giảm 7.500 cash bonus thẳng vô cái giá xe luôn. Thì cứ MSRP bao nhiêu là giảm liền 7.500 matching với lại cái chương trình general của chính phủ. Và có một cái rất là đặc biệt là sweepstakes, đó là cái chương trình mà khi mà mình test drive xe á thì mình sẽ được cơ hội bốc thăm khuyến thưởng một cái chuyến đi về Việt Nam giá trị là 12.000 đô. Thì cái chương trình này nó rất là đặc biệt ở chỗ là mình có thể mang bất kỳ ai, bốn người trong gia đình của mình đi về Việt Nam, bao gồm vé máy bay nè, bao gồm 7 ngày ở Vinpearl không tốn tiền nè, ăn uống miễn phí nè, rồi là đưa đón sân bay nè, chơi golf miễn phí nè. Tất cả mọi thứ trong Savory World, Vin Wonder, dạ các trò chơi luôn. Em hỏi cái chị, mình có được test drive hay cái gì bữa nay không? Có, mình có test drive. Nếu mà khách hàng muốn test drive thì mình có một cái size ở bên đằng sau á, cái test drive size ở đằng sau á, thì khách hàng có thể test drive sau đó là size up so script stack luôn. Dạ, rất là tiện. Hết cái expo này á thì cái sweep tech đó nó còn không chị? Cái sweep tech sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng và cứ mỗi tháng là sẽ có một người chiến thắng. Mình sẽ gọi là winner đi, một người winner. Thì cái tỷ lệ nó sẽ rất là cao. Dạ, tỷ lệ rất là cao bởi vì là cũng không phải là nhiều người đã biết đến cái chương trình này. Thì mọi người nhanh tay lên để mà mình test drive, bởi vì càng về sau thì càng nhiều người biết đến chương trình này, tại vì nó kéo dài tới 6 tháng lận. Okay. Mà hiện tại thì test drive chỉ là VF8 thôi hay là có VF9 nữa là được chơi rồi? À, dạ VF9 bây giờ nếu mà quý khách hàng mà muốn đến test drive, xong mà đặt order thì có thể nhận xe sau từ 3 đến 5 ngày làm việc. Ok. VF9 có luôn. Vậy là test drive VF8 và VF9 Đúng thì rồi. sẽ được enter vô cái sweep check đó từ Đúng đây tới 6 tháng ha. Từ đây tới 6 6 tháng, tháng sau mỗi hả? tháng là một người chiến thắng. Một người thắng. Dạ. Thắng nghĩa là mình được về. Đặc biệt có máy bay luôn nha, vé máy bay luôn, ba máy bay luôn, 12.000 sướng đô, hơn VinFirst vậy sướng hơn VinFirst, tại vì VinFirst chỉ có cái package 7 ngày ở VinFirst, nhưng mà cái chương trình này là bao gồm vé máy bay luôn. Nói chung là chỉ cần xách quần áo và vali rồi xách cái vali đi thôi. chà,
nghe rất là hấp dẫn nha. Quá hấp dẫn luôn à. Không, mình đang lái 2 chiếc V8 rồi, không lẽ giờ mình đi thử V8 nữa hả VIP 9 đi. trời? Thử thử Thêm một cái thử VIP 9 giá nữa. cả ok thử Nó thử phải chạy VIP 9 nó mới hợp ấy. có điện thoại để mà thử, để mà chạy chạy thử xe nè chị. Số điện thoại để mà chịu thử xe, nếu mà mọi người ở miền Bắc Cali á, thì mọi người có thể ghé vào showroom của Hillsdale với số điện thoại là 408 841 6530, 408 841 6530, hoặc là số điện thoại của showroom để mà mình test drive cái xe. Số điện thoại của showroom thì mình có thể tìm trên website cũng được, hoặc là trên Google mình cứ search VinFast Hillsdale là nó sẽ ra địa chỉ là 52 đường 31 San Mateo 94403. Hồi nãy là mình đã check out xong những cái vendor, những cái hãng xe xe điện thuần điện của nước Mỹ, hoặc là những cái hãng xe lâu đời mà cũng có dòng xe điện. Bây giờ mình đi vào cái khuôn viên, thử xe. Và kế bên mình nè có anh Super Nam, ngay cái khu vực mà để test drive cho xe VinFast, cho cái hãng xe điện á, thì mình đang dừng ở cái chỗ test drive cho xe VinFast nghe này nè. Thì kế bên mình là bạn Lily, nhân viên của VinFast. Lily ơi, đó đó giờ em đã tham gia những cái triển lãm như vậy chưa? Dạ, lúc trước là em có tham gia sự kiện bên CES này, và sự kiện này là sự kiện thứ ba em tham gia để đi lái thử, bởi vì ngày xưa em là một trong những nhân viên đầu tiên tham gia chương trình hoặc là tham gia công ty đó, nên là những cái sự kiện chẳng hạn như là San Mateo Test Drive, hay là Test Drive ở dưới San Diego, hay là Test Drive ở trên này ở trên CES thì là em đều tham gia. Dạ vâng ạ. Rồi cái công việc mà để chuẩn bị cho một cái sự kiện như thế này, một cái triển lãm lớn như thế này, ở cái khuôn viên lớn nhất của Dạ. Electrify Expo, thì là mình mất khoảng bao lâu để mà mình chuẩn bị Nhiều lắm chị, nhiều lắm. Nói chung là ở bên trong thì rất nhiều sự chuẩn bị, nào thì là chuẩn bị về xe này, xong chuẩn bị về marketing, chuẩn bị về người, xong rồi chuẩn bị về, nói chung là về đủ các thứ, chẳng hạn như là những cái thứ cần chi tiết nhất mọi người nhìn ấy, không cả cái sự kiện này còn phải planning, và mình còn phải làm việc với cả ban tổ chức để mà có được một cái chỗ, hoặc là để cho khách hàng làm thế nào, làm cái safety features hay như thế nào để mà mình chuẩn bị, thì là cũng chuẩn bị khá là nhiều ạ. Em có mặt ở đây từ hồi mấy giờ? Dạ em có mặt từ đây từ khoảng 7:30 chị, 7:30 sáng. Hôm nay cái triển lãm là 10 giờ bắt đầu mà 7 giờ rưỡi là đã tới đây để chuẩn bị rồi. Dạ vâng ạ. Rồi em ở đây chắc 5 giờ là kết thúc thì 5 giờ kết thúc em nghĩ là em sẽ ở lâu hơn chút nữa, phải còn phải clean up đó clean up nữa. Vậy là từ nãy đến giờ là mình cũng được khá khá nhiều người test drive xe chị. hả? Dạ Rồi vâng. cảm nghĩ chung chung của họ như thế nào nhỉ? Dạ, từ nãy giờ em đứng đây thì em hỏi thử khách hàng cảm nghĩ, xong rồi xem họ có câu hỏi nào không ấy. Đấy thì là từ lúc buổi sáng là tụi em có hơi một chút mưa, thì là lúc đấy thì đã vẫn đang sáng sớm, nhưng mà dần dần là trời nắng lên ấy, là mọi người có thể nhìn đây, vừa nãy cái line là nó đi hàng dài cơ đấy, nhưng mà vì bây giờ gọi là chuẩn bị là đến giờ trưa người ta chuẩn bị ăn ấy đấy, nên là người ta đi đi lại hết về khu bên kia. Nhưng mà em nghĩ là chiều cả ngày hôm nay ít nhất là tụi em sẽ có, tạm thời đến bây giờ ấy, để ít nhất là tụi em bây giờ là mấy giờ rồi, mấy giờ rồi chị? Còn 1 giờ trưa. Gần 1 giờ trưa, thì là từ sáng sớm đến bây giờ thì em nghĩ chắc là phải được hơn hơn 100 cái test drive rồi. Dạ vâng, người ta gọi là sau khi lái thử mới bảo wow, xe nó cũng khá là hay. Đấy, nhưng mà họ muốn hôm nay là đi lái thử tất cả những cái brand ở đây để xem, nhưng mà so far ấy là cái chương trình của tụi em và những cái warranty họ nhìn thì là họ thấy khá là bắt mắt. Cái warranty của mình nói rõ hơn của VinFast đi. Dạ, cái warranty của tụi em ở bên VinFast bây giờ ấy là 10 năm, 125.000 mai cho chiếc xe. Chẳng hạn như là những cái gì liên quan đến warranty như là manufacturer này, hay là những cái software, những cái gì liên quan đến cái đó thì là sẽ là của tụi em. Thì là 10 years là 10 năm, 125.000 mai. Còn đâu về cục pin ấy, thì là tụi em là xe điện, nên là xe điện có một cái là battery warranty, là bảo hành về pin. Bảo hành về pin sẽ là 10 năm, unlimited mileage. Nên nếu anh chị hay là cô chú ở đây hôm nay mà lái từ đây lên mặt trời hay mặt trăng xong quay trở lại thì không sao cả. Trong trong một ngày không sao, nhưng mà trong 10 năm thì đảm bảo là 15 năm unlimited mileage. Vẫn được bảo hành Đúng rồi nha, ạ. và tha hồ muốn đi đâu thì đi, Đúng rồi ạ. đúng rồi. Vâng. Cái bảo hành đó được có được gọi là tốt nhất nước Mỹ không ta? Hiện giờ không phải là tốt nhất nước Mỹ đâu chị ạ, mà là tốt nhất trên thế giới. Trên thế giới. Dạ vâng. Thì hồi trước giờ là mình toàn nghe Kia là
có cái warranty tốt Đúng nhất. rồi, đúng rồi em. À, vậy là không lẽ là VinFast sáng ngôi rồi hả? À, không, từ từ, lúc trước thì là Kia này, xong rồi lệnh người ta bảo là à bên Hyundai, Kia và Hyundai là những công ty Hàn Quốc thì là cái bảo hành của họ rất là tốt, nhưng mà rất là tốt đến khi VinFast vào thị trường thì bây giờ mình là tốt nhất, xong họ tốt nhì. Dạ vâng, nhưng mà còn tùy theo bảo hành, bởi vì bên Kia hay là mấy hãng khác thì em cũng không rõ, nhưng mà em biết rất rõ của bên VinFast là nếu mà mọi người cần hỗ trợ, tụi em là 24/7 có thể call cái hotline và sẽ có người pick up điện thoại, và nếu mà cần roadside assistance thì tụi em cũng có thể giúp mọi người call. Dạ vâng, đấy nên là về cái hỗ trợ về service thì tụi em vẫn là cùng đồng hành cùng khách hàng sau khi khách hàng lấy xe, mua xe, chứ không phải là à tụi em giao chìa khóa xong là xong. Dạ vâng. Thì theo như Natalie biết thì cái bảo hành của Kia hoặc Hyundai thì cũng 10 năm, nhưng mà chỉ hình như là 100 ngàn mile thôi, Dạ vâng ạ, và họ chỉ bảo maximum. hành cái powertrain Dạ vâng. cho cái xe rồi, chứ không Ồ. có bumper to bumper như là VinFast. Ấy chị, từ từ, bên VinFast là bumper to bumper, except the actual bumper. Oh. Dạ vâng. Thank you Dạ, thank you ạ. for the clarification. Thì mình chúc Lily có cái test drive thành công Dạ ha, từ đây đến chiều hôm nay và ngày mai nữa, dạ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều dạ nha. Các bạn có muốn test drive xe VinFast mà cũng đang trong ngay khu vực này á, thì nên nên ghé vào đây thử luôn, tại vì một lần là bạn được thử VinFast rồi, bạn thử được tất cả các hãng xe khác và bạn có thể so sánh. Nếu mà không test drive hôm nay thì mọi người cũng có thể liên lạc Lily, và số điện thoại của Lily là 415-900-7300, và mình có thể cầm xe tới tận nhà cho mọi người để có thể đi lái thử nữa. Cầm xe tới tận nhà, Cầm ôi xe tới trời, tận nhà phục vụ chứ không tận phải nơi. phải lái xe tới tận nhà chứ, À. là cầm Rồi. Dạ vâng ạ, lái xe tới tận nhà, đây gọi là phục vụ tận tình tận nơi. thì cũng như các bạn nào mà theo dõi kênh của mình thì các bạn thấy ngay từ ngày đầu mình lãnh cái xe về đêm đầu tiên, mình chưa bao giờ dùng ADAS, lần đầu tiên mình dùng ADAS xe VinFast, cái người mà VinFast chỉ cho mình khoảng 10 phút. Mới đầu mình không có dám, mình nói sao sao mà anh dám dùng ADAS cái chỗ này buổi tối mà dùng cái đó nguy hiểm quá, nhưng mà sau khi nó chạy được khoảng mấy phút là mình nhìn thấy, mình nhận ra được liền là cái mình lãnh cái xe đêm đó đó mình dùng ADAS. Hình như từ đầu tới cuối luôn, từ Berkeley tới Sacramento đi khoảng 2 tiếng thôi, nhưng mà đêm đó trời mưa, mới cả bị đường người ta làm đường cho nên đi tới 4 tiếng đồng hồ. Mà mình rất là mừng là có cái ADAS đó, mình rất là hài lòng, tại vì mình không có mệt. Mình ngồi đó mình nghỉ ngơi, mình ngồi đó mình khám phá thêm về chiếc xe. Mình ngắm nó, mình rất thích ngay từ ngày đầu. Thì những ngày sau đó mình đã chia sẻ nhiều video là mình cho vợ, cho con mình, cho hàng xóm mình thấy hết. Rồi mình lái đi làm liền, hai ngày sau mình đi lái làm hàng ngày. Không có bao giờ mình bị trễ làm, không bao giờ mình bị nghỉ việc, tại vì cái xe nó bị trục trặc hết á. Có mấy lần nó bị trục trặc giống như là mình đổi số không được, tại vì mình vô cái xe mình chưa có để cho cái xe nó cái phần mềm nó boot á, nó cho nên cái xe nó không cho mình đổi số, rồi mình phải ra ngoài mình khóa xe cho mình 5 phút mình quay lại rồi cái xe nó chạy tiếp. Có một lần mình lái ADAS, mình đi chung với vợ mình không có chú ý, mình nói chuyện với vợ mình, cái xe nó báo mình là phải bỏ nắm tay vô cái vô lăng mà mình không có chú ý. Cuối cùng cái xe nó ngưng lại, nó đi chậm rì. Mình tưởng là cái xe nó bị mất pin hay bị yếu, nên mình cố tình mình đạp cái chân vô cái accelerator, giống như là cái xe nó cái phanh nó đang bóp vô cái bánh, mà mình cố tình mình đạp vô cái nó đi, cho nên nó bị khói, là cái khói của cái mấy cái miếng brake pad á, chứ không có phải là cái gì hết á. Lúc đó mình rất là sợ, mình tưởng là cái xe nó bị vấn đề, nhưng mà khi mà mình gọi VinFast xong á, họ nói là cứ tắt tắt cái xe xong rồi 5 phút quay lại, thì mình quay lại thì cái xe nó đi bình thường ở từ đầu. Thì từ ngày đó bây giờ cũng là 18 tháng rồi, mình đi hai chiếc xe VinFast VF8 tổng cộng cũng khoảng 29 ngàn mao rồi, 29 ngàn dặm chắc cũng khoảng 40 ngàn km mình đoán cỡ đó đó. Thì lý do mình đổi từ cái chiếc xe đầu tiên tới thứ nhì, tại vì VinFast cho mình đổi cái xe mới hơn, tại vì cái xe đầu tiên là xe City Edition. Cái đoạn đường nó khoảng 210 gì đó, nhưng mà cái xe mà mình đổi thì 2024 thì đi được
250 dặm khoảng cỡ đó, hay là 240 gì đó. Cho nên mình đổi cùng một màu luôn, mình lấy ở bên trong mình lấy màu trắng hơn. Thì mình sau 18 tháng mình mỗi lần mình ngủ dậy, mình đi ra, mình thấy chiếc xe mình vẫn rung động, vẫn cảm động, vẫn có cái cảm xúc giống như ngày đầu, vẫn rất là thích chiếc xe. Lý do tại sao mình thích, tại vì mình chạy nó hàng ngày, mình rất là thoải mái với cái chiếc xe nó lái, tại vì mình cảm thấy không có chiếc xe nào mà hồi xưa giờ xe xăng đó mà mình lái mà mình thích bằng cái xe điện VinFast VF8 này hết á. Mình có lái thử cái xe Tesla Model Y, có mấy người quen, người bạn cho mượn rồi, thì nó lái cũng tương tự với cái xe VF8 thôi, nhưng mà mình thích cái VF8 mà tại vì thấy nó đầm hơn, tại vì nó nặng hơn, với cả ở trong thấy nó rộng rãi hơn, thấy nó hơi sang hơn, với cả mình thích cái design của cái VF8 hơn, tại vì mình thấy cái Tesla hồi xưa mình cũng rất thích, nhưng mà bây giờ mình thấy nó giống nhau, ra ngoài đường thấy nó giống y nhau, cho nên mình thấy mình chán lắm, mình không có muốn thấy Tesla nữa. Không phải là mình không có cái lý do gì ngoài, mình thấy nó nhiều quá, nó giống y nhau, mình thấy nó không còn cái gì thú vị hết á. Giống như người nào đưa cho mình thịt quay mình rất là thích, nhưng mà ngày nào cũng đưa cho mình thịt quay hết á, mình thôi xin cảm ơn cho tôi để cho mình ăn cá, ăn rau mình quý hơn, chứ còn ăn thịt quay hàng ngày không có được. Nhưng mà mình thấy cái VF8 nó có cái hay là cái design của nó đó, tuy nó không có phải là rất là hiện đại như cái Tesla, nhìn thấy nó hiện đại giống như là tương lai vậy đó, nhưng mà cái VF8 nó sang, nó design nó sang, cho nên một năm rưỡi rồi mà bây giờ mình nhìn lại mình vẫn yêu, vẫn giống như là yêu nó, giống như ngày đầu thấy người yêu vậy đó, mình gọi là in love, biết không, mình không có chán. Bây giờ hơn nữa là nó chạy rất là mạnh mẽ. Và mình nghĩ cái mà đặc biệt, bất cứ cái xe nào mình không có thể không sánh bằng VF8, mà tại vì cái VF8 này nó quá hiếm, ra ngoài đường rất ít người đi, cho nên mình được sự chú ý của rất nhiều người. Bây giờ, tại vì nó đẹp nữa, chứ nếu mà nó không có đẹp á, thì không có ai nhìn hết á. Bây giờ nó phải đẹp, trước nhất nó phải đẹp. Cái thứ nhì là khi mà mình lái là họ nhìn cái xe mình lái, họ thấy cái xe nó rất là vọt, rất là mạnh mẽ. Cho nên có nhiều cái ông, nhiều bà, nhiều cô, chú, bác, anh đi cái xe xăng hay là xe điện mà mình biết trên 100 ngàn rất là lộng lẫy, mà không có ai nhìn, họ nhìn lướt qua xíu thôi là không có ai đề cập hết á. Nhưng mà mấy người đi xe mắc tiền đó, mình để ý họ thấy cái xe mình vọt xong một cái rồi bắt đầu họ đi theo xong rồi họ coi trước, họ coi sau. Họ tới, họ chạy tới đằng trước, họ coi cái logo, họ nhìn xuống cái bánh, họ coi cái logo, họ lùi ra sau, họ đọc cái tên VinFast, xong rồi họ mới biết cái xe đó là VinFast. Xong rồi mình thấy là nhiều lúc mình thấy họ chụp hình mình, họ chụp, họ quay, xong rồi họ tìm. Giống như là mình biết là người ta đang tìm tòi cái xe này là cái xe gì mà nó đẹp, mà nó rất là mạnh mẽ, nó giống như cái xe xăng vậy đó. Nhưng mà nó họ không có ngờ được là cái xe này là cái xe điện. Mà không những vậy là cái xe này tới 402 mã lực luôn, chứ không phải cái nhiều cái xe điện nó khoảng 200 mấy à, 300 hay là trăm mấy, là giờ còn cái này đó 402 mã lực, rất là mạnh. Đúng rồi, cho nên mình cái cảm giác mình rất thích là hàng ngày mình đi làm, nhất là mình thích nhất là mình là người đầu tiên đợi trong đèn đỏ. Anh vượt đúng không? Tại vì đúng rồi, không cần sport luôn, normal luôn, không cần sport luôn, chỉ cần đèn bật xanh một cái là mình không cần đạp mạnh, đạp vừa thôi, mấy xe đằng sau không có ai theo mình được hết. Người ta bảo là hít khói, cái này là hít cái gì? Hít khí điện á. Cho nên nó mình téo lắm, tại vì rất nhiều khi mình thấy cái người ta nhìn mình nhưng mà mình không có thời gian để mình thâu hay là mình trích ra mấy cái video clip á, nhưng mà cũng như mình mới post cái video clip hôm qua đó, mình chỉ coi một ngày thôi. Mà mình có được 4, 5, 6 người nhìn ngó mình trong lúc mình đang lái, mình không có nhìn, mình không thấy họ. Giống như là mình cái cảm giác đó, nó, mình biết là cái xe này nó rất là đặc biệt, nó đẹp chứ không phải là nó bình thường. Em là cũng như anh Nam, khách hàng của VinFast từ tháng 3 năm ngoái, của chiếc City Edition. Nhưng mà em không có đổi cái chiếc City Edition của em lên đời 2024 với Vin Cadel, là bởi vì cuối tháng 12 năm ngoái em đã lấy thêm một chiếc VF8 nữa. Lúc đó là đã là Vin Cadel rồi, thì là cái quãng đường đi nó tăng hơn từ 190 chợ của Vin SDI,
thì nó nhảy được lên 250 hay 240 gì đó mà miles per full charge cho bên Cattle. Thì trong khoảng thời gian 1.5 năm như vậy á, thì cái phần mềm của VinFast đã tân tiến hơn rất là nhiều, đã được update rất là nhiều lần. Thì là chủ xe mà chạy hai chiếc xe bin SDI và bin Cattle thì thấy rõ ràng là phần mềm của hai chiếc khác nhau. VinFast chú trọng hơn về cái việc update phần mềm cho bin Cattle, bởi vì có nhiều người có cái model đó hơn là cái model của SDI. Nhưng mà cái phần mềm mới nhất của SDI là 9.6.0.7 thì nó đã hơi giống với lại cái 9.6.1.18 của Cattle rồi. Những cái mà lúc đầu tiên rất là nhiều khách phàn nàn về cái mà lane keep assist để mà giữ làn á, không, cái emergency steering nó rất là aggressive, nên nhiều người cứ sợ là lạc ta lái hay cái gì đó. Thì VinFast cũng lắng nghe khách hàng, rất là nhiều khách hàng chơi cái điểm đó. Thì bây giờ ở cái hai cái phần mềm mới nhất của SDI và Cattle thì cái default setting của cái lane keep là warning, cho nên là save luôn, là warning mà anh tắt off luôn, là nó cũng keep off, nó cũng nằm off, nó không có lên, nó không có thay đổi gì hết nữa. Thì cái đó là một cái điểm rất feedback tốt từ khách hàng đến VinFast. Thì nhiều người cũng hỏi là làm sao mà để đưa feedback cho VinFast đó. Thì khi em hỏi nhân viên thì nhân viên nói cái cách dễ dàng nhất chính là gọi lên tổng đài. Bởi vì tổng đài của VinFast là 24/7, cho nên nhiều khi khách nói là phải gọi trong cái khung giờ này. Không có, VinFast lúc nào cũng tổng đài của VinFast lúc nào cũng làm việc hết, cho nên là nhiều khi em gọi 12 giờ đêm thì các bạn nhân viên cũng lắng nghe, cũng ghi lại hết tất cả những cái feedback. Thì nhiều người càng gọi vô hoặc là nhiều người càng email vô thì VinFast đã collect lại, tập hợp lại những cái feedback đó và ra đến cái hai cái phần mềm mới nhất hiện tại bây giờ. Stable hơn rất là nhiều. Đó là một trong những cái điểm ưu của VinFast, đó là chịu lắng nghe chứ không phải là không chịu lắng nghe đâu các bạn. Mình thấy được cái sự thay đổi đó từ VinFast. Nhưng mà cũng hy vọng là VinFast sẽ mở thêm nhiều trạm service center khác nữa để mà có thể chăm sóc khách hàng được nhanh hơn. Và số lượng khách hiện tại thì cũng đã nhiều hơn nhiều so với cái thời gian đầu. Cho nên đó là mình cũng mong là VinFast sẽ có được nhiều talent join the team để mà mình cùng giúp khách hàng với nhau. Thì bản thân em là admin cho cái group Facebook, private Facebook group cho owner VinFast Friend Support. Thì em cũng chia sẻ rất nhiều những cái mẹo vặt, những cái điểm này điểm nọ, là những cái anh chị khác họ chạy xe thì họ bảo là ok, cái steering wheel nó stuck, không có thay đổi lên xuống hay là ra vô gì được hết, thì bây giờ sửa làm sao. Thì các bạn cũng có thể gọi lên tổng đài, rồi tổng đài phải report lên service center, rồi service center phải gửi technician tới nhà bạn, thì nhiều khi nó mất 1-2 tuần hay là bao nhiêu đó. Thì trong cái forum của mình cũng có chia sẻ, mình và các anh khác cũng có chia sẻ là làm thế nào để mà reset cái đó là một cách lẹ nhất. Thì cũng lần trước cũng có giúp anh em reset lại cái đó. Trên kênh YouTube của mình cũng có chia sẻ những cái technical trick như vậy, thì để giúp cho người tiêu dùng, để giúp cho những khách hàng khác có được những cái kiến thức như vậy để mà mình tự xử được, đúng không? Tại vì cái đó nó cũng không quá khó để mà mình sửa. Đương nhiên bạn đợi technician cũng được thôi, nhưng mà nhiều khi đợi hơi lâu. Nếu như bạn không muốn đợi mà bạn rất là tò mò, tìm tòi, rất là muốn sửa liền, thì cái forum của tụi mình, cái forum private group của tụi mình sẽ ở đó giúp bạn. Các bạn nào mà hơi lo ngại về xe VF8 hiện tại thì cái phần mềm kia rồi VinFast update đó xong rồi, mấy cái warning giống như lane keep assist đó, bây giờ mình set làm sao thì mỗi lần mình vô xe nó giữ hết cho mình, cho nên bây giờ mình vô xe mình không có phải lo, không cần phải reset bất cứ gì hết á. Chỉ cái chủ yếu là mình đợi ít nhất 30 giây, hay là tốt hơn nữa mình để cho cái 360 camera nó bật lên, mình đi thì nó rất là ổn, rất an toàn. Các bạn không nên vô trong xe đi liền, tại vì cái đó thì nó hay gây ra lỗi lặt vặt trong xe.
nhưng mà các bạn chỉ cần nhớ đạp vô cái phanh, xong rồi các bạn chải đầu, các bạn coi gương, hay là các bạn đi tìm cà phê, các bạn quay lại là chiếc xe nó sẵn sàng đi. Đó cũng là một cái điểm hơi yếu của VinFast, là em cũng đã nói nhiều lần. Mình hay soi gương nhưng mà tóc mình không có nhiều, cho nên mình đi tìm cà phê. Tại vì những cái xe điện khác mà em đã thử thì họ không có phải đợi lâu như mình như vậy. Nhưng mà những cái xe của VinFast thì em không biết là có bao nhiêu cái computer nói chuyện với nhau. Mình VinFast nhiều khi nhiều cái computer đó nó chưa có một cái phần mềm để mà centralize lại những cái communication đó, cho nên bật ra là phải đợi chút xíu. Xe VinFast không có lỗi. Nói chung là xe SDI thì em đã bị stranded on the street một lần duy nhất. Bởi vì lần đó như anh Nam nói, không có đợi, nhảy vô đi liền. Rồi xong rồi cụ rùa hiện lên luôn đó nha. Lip mode đó, cái turtle mode nó hiện lên. Thì các bạn ở Việt Nam hay gọi là cụ rùa đó. Thì cụ rùa hiện lên thì lúc đó là gọi roadside ra tow xe về service center. Thì đó là cái lần mà các bạn học cho mình. Với cái lần sau này thì cả một năm rưỡi nay không hề có một cái lỗi nào hết. Em đi là cứ nhảy lên, đợi cho camera rồi thành lập personalization, nó lướt cái profile của mình, nó lướt chỗ ngồi, cái steering wheel, cái mirror của mình hết. Mình như vậy là mình đi thôi, mình không có bị lỗi nữa. Cho nên là có nhiều anh chị chủ xe mới switch từ xe xăng qua xe điện ấy, cũng nhiều khi cũng quen cái thói là nhảy vô đi liền. Thì các bạn từ từ chậm lại, thử xe đó không có sao hết. Thì đó, cũng như mình nói, muốn biết thêm nhiều cái mẹo hay gì đó thì cứ join cái group VinFast and support của tụi mình. Với một điều nữa là xe VinFast VF8 2024 á, cái range bây giờ rất là không có thua kém rất nhiều hãng khác. Không những vậy mà còn cái range nó còn đi dài hơn, có nhiều cái xe điện khác nữa. Mình có gặp một số người đi xe Tesla, họ nói với mình là mình có chia sẻ trong mạng luôn đó, họ nói là Tesla nhiều khi nói long range là 320 gì đó, nhưng mà họ đi xe Tesla Model Y thật sự cái long range 320 mà họ đi được khoảng 240 hay là 220 thôi à. Cho nên họ nói ít hơn cả 100 miles luôn á. Dạ đúng rồi, họ nói xe VinFast của mình đó, tuy là lúc đầu người ta hay chê là cái range nó thấp, nhưng mà hiện tại bây giờ không có thua kém gì bất cứ cái hãng cái mẫu xe điện nổi tiếng nào khác, trong đó có Tesla luôn. Cho nên mình muốn các bạn biết cái đó để đừng có lo ngại về cái range của cái xe VF8, nó không có thua kém gì mấy cái xe khác, trong đó có Tesla nữa. Là chủ xe hiện tại của VinFast, anh có mong VinFast anh có gặp trục trặc gì khi mà ví dụ như đem xe đi road trip hay cái gì không? Road trip hả? Road trip thì mình phải xem xét cái chỗ mình sạc ở đâu, biết trước thì tốt, chứ còn các bạn mà vừa đi vừa tìm thì nhiều khi các bạn xui xẻo, các bạn gặp mấy cái trạm nó không có được tốt. Chứ cả mình, kinh nghiệm của mình là mình đừng có đợi cái pin nó thấp quá. Nếu mà mình muốn nghỉ để mình sạc sớm nhiều khi tốt hơn là đợi lúc cái pin nó thấp quá. Tại vì lỡ mà bạn xui tới cái chỗ nào mà sạc mà nó đợi lâu quá, hay là có nhiều chỗ nó không có dùng được cái nào luôn đó, là các bạn không có đủ mau đi nữa, là cái đó là không có là rất khó khăn. Đây, khu vực này là test drive của tất cả các hãng xe điện. Nó đã là EV Demo District. Có xe VinFast, Rivian. Xe nào cũng có màu khác hết nha các bạn. Đây, ở đây mình thử hết loại xe điện.
Vừa rồi là những cái hình ảnh mà kênh của Nara Lily và Forbosa TV đã gửi đến các bạn về cái triển lãm Electrify Expo năm nay ở San Francisco. Thì thông điệp của cái triển lãm này đó là mọi người biết quý trọng cái trái đất này của chúng mình, cùng nhau chung tay vào cái công cuộc Electrify, điện khí hóa, sống xanh sạch hơn. Bởi vì ở bang California mình là năm 2035 là tất cả các hãng xe phải có mẫu xe điện, tất cả các xe mới phải là xe điện. Cho nên đây cũng là lý do vì sao rất là nhiều người tham gia vào cái triển lãm này để mà tìm hiểu thêm về các loại xe điện, xe 4 bánh, xe 2 bánh, xe 1 bánh gì đó, tất tần tật về điện. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Forbosa TV và của kênh Nara Lily hôm nay.